Cục Hàng không Việt Nam thông báo khẩn về vụ phi công BHD, sao nhí nổi tiếng dương tính với chất cấm. Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi lan truyền một văn bản của đoàn bay 919, trạm y tế được ban hành ngày 27 tháng 4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công Phạm HD1. Theo văn bản này, phi công Phạm HD1 được đưa đi kiểm tra sức khỏe trước chuyến bay, thế nhưng khi đến phần kiểm tra chất gây nghiện, phi công này đã từ chối kiểm tra. Tuy nhiên, khi trạm y tế phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D1 đến văn phòng Melatet 141 Ngô Gia Tự để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công D1, tại đây trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamin. Ngày 26 tháng 4, Bệnh viện Melatet trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký, quang phổ khối. Phi công D1 có đưa đến hai thuốc giảm đau đang uống, không có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, hoạt chất trong thuốc giảm đau không có thành phần giống ketamin, trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamin. Để xác minh tính xác thực của văn bản trên, phóng viên Báo Dân Việt đã liên hệ với Cục Hàng không Việt Nam. Đại diện Cục cho biết, Cục đã nhận được thông tin và yêu cầu hãng hàng không báo cáo chi tiết để xác minh làm rõ tính xác thực của văn bản này. Hiện tại, những thông tin liên quan đến sự việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 5, người dùng mạng xã hội đã vô cùng hoang mang, sốc trước thông tin được lan truyền khắp trên nền tảng mạng xã hội, đưa tin vị nam diễn viên, phi công trẻ tuổi Phạm Hà Duy bị phát hiện có chất gây nghiện trong người, cụ thể là ketamin, qua báo cáo và xét nghiệm từ trạm y tế của đoàn bay mà anh đang công tác. Theo đó, trên các hội nhóm chuyên hóng hớt về showbiz, netizen Việt đã thi nhau chia sẻ, truyền tay nhau những hình ảnh của Phạm Hà Duy, đặc biệt là tờ báo cáo xét nghiệm được cho là của nam diễn viên. Kết quả được giám định và in trên tờ khai nêu rõ, anh dương tính với chất cấm. Dù chưa biết thông tin và tờ báo cáo trên có thật sự là chính xác hay không, tuy nhiên mọi việc đang được đăng tải đã nhanh chóng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Lý do khiến câu chuyện ngày càng đi xa là bởi Hà Duy từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với những người yêu thích phim ảnh. Dù đã bỏ nghề và chuyển hướng sang làm phi công, nhưng Hà Duy vẫn luôn là gương mặt hot được nhiều người nhớ đến. Cách đây hơn 2 thập kỷ, bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Việt. Nhiều diễn viên nhí cũng nổi lên từ đây, trong đó có diễn viên Hà Duy, con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Sau bộ phim này, Hà Duy tiếp tục tham gia Sớm Bờ Sông, Mùa Hè Sôi Động. Tham gia diễn xuất từ nhỏ, nhưng Hà Duy không phát triển con đường diễn viên mà chuyển hướng sang làm phi công. Có thời gian nam diễn viên Đội đặc nhiệm nhà C21 thông báo đã giữ vị trí cơ trưởng của một hãng hàng không. Trong nhiều năm gần đây, Hà Duy không còn tham gia bất kỳ sự kiện giải trí nào mà dành hầu hết thời gian cho công việc phi công. Ở tuổi 36, Hà Duy có cuộc sống bình lặng, kín tiếng trước công chúng. Đôi lúc nam diễn viên xuất hiện trong ảnh do mẹ là nghệ sĩ Hương Dung đăng tải. Thỉnh thoảng Hà Duy khoe ảnh gặp gỡ các nghệ sĩ, người nổi tiếng trên các chuyến bay đặc biệt. Hà Duy từng là cơ trưởng chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Trong chuyến bay danh dự này, Hà Duy chia sẻ lại thêm một lần nữa được đồng hành cùng đội tuyển. Chúc mọi người thi đấu thật tốt và giành chiến thắng để mang chiếc cúp vô địch dành tặng người Việt Nam và cũng là món quà ý nghĩa nhất để tri ân người thầy đáng kính. Hãy luôn tự tin và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo nhé! Hà Duy từng gây chú ý khi âm thầm hủy hôn vào năm 2018. Đến tháng 3 năm 2023, Hà Duy bất ngờ xác nhận đã có bạn gái.